Chào bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn làm cái đế pin 18650 có lò xo nhé. Tôi đã có một clip lâu lắm rồi, tôi hướng dẫn làm cái này nhưng mà nó chưa đẹp và hoàn thiện như bây giờ. Cái này nó có lò xo, thì tôi đã mua ở trên mạng này, những cái loại mà có lò xo loại hàn dây này, loại chân hàn này, là loại xịn này, cũng là chân hàn, tầm 20-30 nghìn cái. Cái hộp kim này rất là tốt nhưng mà nó có một cái nhược điểm ấy. Là khi mà chúng ta tháo ra tháo vào để sạc ấy, thì nó hay xước cái đầu pin này, hỏng cái vỏ nhựa này. Nếu mà cái này để cho một cái pin cố định thì rất là tốt, nhưng mà để cho những pin sạc tháo ra tháo vào không tốt. Thế tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái này từ những vật liệu thông dụng. Đây là tôi làm cái điện cực từ những cái sắt hộp này. Các bạn cắt nó ra, các bạn kiếm một ghen điện nhé. Rồi. Các bạn cắt ra này khoảng 2 cm và các bạn khoan lỗ bắt vít như mình này. Còn cái lò xo này các bạn lấy ở những cái chân pin ở trong đồ chơi hoặc là trong những cái điều khiển từ xa bỏ đi, những cái đó rất là nhiều. Các bạn lấy nó ra và xoắn một cái vòng tròn ở trong này, sau đó bắt vít vào, nó sẽ rất là chặt này, không thể tuột được ra nhé. Và mình cho vào rất là nhẹ nhàng. Bây giờ mình sẽ đo cục pin này, khi mà chưa cho vào đây được 3,7 V, giờ mình cho vào rất là nhẹ nhé. Đó. Mình đo ở hai đầu điện cực. Đó. Cũng là 3,7 V nhé, vậy rất là ok. Các bạn có thể hàn dây điện vào đây hoặc là xoắn hoặc là bắt thì tùy các bạn nhé. Đó. Cái này là sắt với mạng kẽm, trên các bạn có thể chấm cái dung dịch axit HCl loãng vào đây. Các bạn có thể hàn trực tiếp với nếu mà các bạn thích hàn. Rồi các bạn có thể tháo con ốc này, xoắn dây điện vào để bắt cũng được. Mình dừng clip ở đây nhé. Chúc các bạn thành công.